về Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Năm 1963, trong cuộc tranh đấu Phật giáo, tôi mới biết Hòa Thượng. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ Phật học về Kinh Pháp Hoa tại Đại học Nikko Tokyo. Và từ đó tôi có cảm tình với Ngài một cách tự nhiên. Có lẽ vì những người đồng hạnh đồng nguyện thì dễ cảm thông với nhau. Cũng từ duyên lành này, Hòa Thượng giới thiệu tôi sang Đại học Nikko, nơi mà Ngài đã học trước kia, để tôi theo học về tư tưởng Kinh Pháp Hoa. Trong thời gian học, tôi đã gặp những người bạn cũ của Hòa Thượng ở trường đại học, cũng như những vị Hòa Thượng trụ trì các tổ đình. Nhắc đến Hòa Thượng, họ đều dành cảm tình với Hòa Thượng rất sâu đậm. Chính vì vậy, họ cũng hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong công trình nghiên cứu. Sau khi sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam được thống nhất cả nước, giáo hội cử tôi làm trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương. Hòa Thượng vẫn tham gia vào ngành Hoằng Pháp với tư cách là quỹ viên, và Ngài đã rất tích cực trong mọi hoạt động. Ngoài ra, trong suốt thời gian dài làm việc trong ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng chưa thấy Hòa Thượng tỏ ra bất bình với Hòa Thượng hay Thượng tọa nào. Nhìn thấy đức tánh cao đẹp ấy của Hòa Thượng, tôi càng kính trọng Ngài hơn. Hôm nay, Hòa Thượng vắng bóng trên cuộc đời, nhưng đức hạnh của Ngài vẫn còn lưu đậm dấu ấn trong tâm hồn tôi.